Happy birthday, son. I love you. Looks like my show. What? Oh no. Coronavirus. Con trai 18 tuổi. Local. Dạ, hôm nay con trai mình nó 18 tuổi rồi. Chiều nay mình sẽ chở nó đi ăn sơ sơ ở tiệm Mỹ. Rồi thứ bảy thì rảnh rỗi thay cho con đi ăn ở tiệm thịt nướng ba tây Brazil, là all you can eat á, là đủ thứ loại thịt á, nhìn như là 8-9 loại thịt, là nó cứ đem ra bàn nó để cho mình ăn cho ngợp luôn. Mà công nhận cảm tưởng của mình khi con nó thành 18 tuổi, mình cũng mong chờ đến ngày nó được trưởng thành. Bây giờ đến trưởng thành này cũng mong chờ đến ngày nó học xong sự nghiệp. Đời làm cha như vậy. Lúc còn thay tả thì mong cho nó được thành gọi là toddler, là đi tới lui được, phải không? Biết ngồi toilet này nọ được, phải không? Khỏi thay tả nữa, chờ mong đến đó rồi đến đó rồi chờ đến vô trường học. Chờ cho nó lớn 10-11 tuổi rồi biết nghe lời rồi này nọ nữa ha. Đến lúc 15-16 thì lẫn lơ. Con gái khác, con trai nó cái tính tình nó khác. Khoảng đến 15-16 tuổi nó ít nói lại rồi. Nhớ nhiều cái hình chụp nó hồi học lớp mẫu giáo, rồi ra trường mẫu giáo, rồi đến lúc ra trường middle school, rồi ra trường sắp ra trường high school rồi. Ngứa mũi. Một ngày mình đụng cái mặt mình không biết bao nhiêu lần, mình cứ tưởng tượng là mình cẩn thận lắm, ai ngờ cuối cùng cứ dụi mắt dụi mũi là cái miệng. Cứ mỗi lần mày làm xong cái anyway thì đã nọ nó đụng nữa. Con trai 18 tuổi rồi, bây giờ nói thật ra thì cũng vậy thôi à. Chờ nó học xong, nuôi cho nó học xong có nghề nghiệp rồi thì là coi như mình thấy mình an ổn. Người ta Việt Nam có câu gì dạy con có câu cá hay gì? Nghĩa là tiếng Mỹ thì nói you teach someone how to fish. Thì cũng quên mất câu đó rồi. Tóm tắt lại là cái là mình dạy cho đứa đó nó có cái nghề cái ngỗng rồi nó tự nó lo, chứ còn đừng cho nó nguyên khối tài sản. Unlike somebody anyway. Xin lỗi, đang nghĩ tới nhưng mà không nhớ ra được những cái câu ngôn ngữ của Việt Nam vẫn ngôn ngữ Mỹ. Thiệt tình đầu óc bây giờ quá tệ luôn, uống bia nhiều quá rồi cái nó không còn nhớ. Hôm nay trời lạnh một hai ngày, cũng như là mùa đông còn cố cỡ ở lại chứ mà. Đến như trong cuối tuần này phải đổi giờ lại là mùa xuân là officially. Ví dụ coronavirus này nó
nó đang cũng tới cái vùng mình rất là cận rồi. Mấy lúc trước mình thấy ở lên trên bữa nay chắc mình cũng nghi nghi mình phải đi kiếm mua ít nhất một số đồ ăn để sẵn ở nhà, lỡ có chuyện gì ở nhà. Tại vì chiếc tàu cruise, chiếc tàu du thuyền từ Hawaii tới là trên chiếc tàu đó có một số người đang bị bệnh, nhưng mà không biết bệnh gì, bệnh flu hay bệnh corona, cho nên phải đuổi ra lại ngoài khơi á. Họ đem mấy cái đồ ra thí nghiệm thử coi có bị bệnh gì. Và tại vì là chiếc tàu đó chuyến trước á có một người đi về rồi lên bờ rồi chết, bị bệnh chết, cho nên chiếc tàu đó là có thể bị lây từ hồi từ chuyến trước rồi. Mấy người này đi chơi cruise chưa tới 14 ngày mà, cho nên có thể họ đang bị bệnh. Giờ đang ở ngoài khơi á. Hôm qua thì thống đốc Cali bắt quay đầu, nó chạy vô San Francisco cập bến, không cho đi đem đi ra ngoài. Tàu đó tới mấy ngàn người, lên 3.000 người hay gì. Cầm cái này nói cho nó đừng có bị ồn, mà không biết có tốt có thể được không. Anyway thôi thì mình đi giờ đi về, chút nữa ra Costco coi coi có tình hình có giống như người ta nói không, thì là mua đồ hết sạch cái tuần này mình không ra Costco để đi thử. Cần thiết đang mua cho trong trong tuần đi lần á mà. Để coi. Ok, phải tạm chào các bạn nha. Mấy hôm nay coi báo mà cái vụ người ta sợ coronavirus lan tràn ở cái vùng mình nè, thì người ta đi ra Costco mua đồ hết trơn hết trọi, nào là giấy toilet, nước, gạo và những cái thuốc mà khử trùng á, ví dụ như là Ancon hay là mấy cái đồ mà lau nhà khử trùng rồi nó bán hết luôn. Mình không biết thì có như vậy không, mấy lần trước mình không muốn đi vô tại vì sợ đông người, mình thường 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 mình cũng không thích chỗ đông lắm, cho nên hôm nay mình cũng đang cần mua đồ về thứ rồi đi vô đã thử cho các bạn xem coi thật sự là mấy cái đồ bán họ và có bán hết không. Tin tức thì nói là Costco bán đắt lắm, cho nên cũng như là cái sale họ lên họ rất là hứng thú về những cái người ta đi mua mua như vậy, tại vì họ càng bán hết càng thích nữa. Anyway tới đó rồi mình sẽ coi xem sao nha. Wow, thật sự là như vậy sao? Ngày thường là rất là đông luôn, nguyên cái bãi đậu đậu xe này không còn chỗ đậu nữa. Thường thường cuối tuần hay là ngày lễ Noel hay gì thì mới có đông như vậy. Đây, người ta giành nhau đậu cái chỗ xe quá chừng quá đất, ai cũng mua nước hết, ai cũng mua nước hết. Sao mình vô không biết, có thể mình chỉ coi thôi, mình đi ra quá mình ghét nhất là cái chen lấn nhau vậy, ai cũng mua nước hết nè. Bà con thiệt tình. Không đến nỗi đâu ha. Vào thử coi ra sao. Cũng đông bình thường thôi mà. Khá đông nhưng mà đâu có giành giật gì đâu. Khoảng như là đi shop mùa Noel thôi, chắc là tại vì mình đi cũng sớm với lại ngày thường, với lại mấy nay cũng cả tuần rồi, bà con chắc cũng giành giật nhau đã rồi. Chả biết mình mua gì nữa đây, quên rồi.
ai cũng mua nước hết. Đi đến cái chỗ nước thôi. Cái này bán cá. Bình thường, không đến nổi. Thằng con nó ngán thịt rồi, với lại mình cũng hay cho con đi ăn ở ngoài, cho nên mình không biết vô đây mua gì nữa, vô đây coi thử cái nó ra làm sao thôi. Có thể mình không mua gì, đi đâu coi thử cho biết cho tôi đi ra. Xuống cái chỗ bán nước rồi. Sữa nè, quá trời sữa. Sữa thì đâu có mua chữ lâu được ha. Còn xuống nước rồi, còn xuống nước rồi bán nước. Còn nước nữa. Pepsi đan. Chỗ bán nước cũng còn, không nói nổi. À, đông bình thường không có, chắc không nọ là chỉ một hai cái ngày mà bà con giành giật nhau thôi. Mấy, mình khủng khủng là đeo ba cái face mask, không có bệnh mình cũng đeo. Anyway, bà con mua nước quá trời nè. Ai cũng mua nước hết. Dân Trung Quốc đây. À, nói thôi vậy chứ mình không cần thiết mua gì đâu đây đâu. Đây hai cha con ăn đồ cũng hết. Gạo bán hết luôn. So, what's all the rice? Đường bán hết. Nói từ từ cái này là đầy hết đồ á. Giờ mua sạch hết rồi. Gia vị. Ok thôi, tại đông quá mình mới không làm biếng mua. Đi ra thôi. Vô cho biết vậy mà. Ha. Mình cuối tuần này hai cha con đi ra ngoài ăn ăn mừng birthday thằng con trai, cho nên thôi không cần thiết mua ba cái đồ ăn không đây. Với lại nó cũng ngán thật rồi. Mình thấy thì cũng bình thường, giống như những ngày lễ thôi à, không đến nổi đâu. Nước, nước, nước. Qua rồi, qua rồi, qua rồi. Ai cũng mua nước hết. Ra đây. Ai cũng mua nước hết à. Đúng ra bà con mua nước thì cũng mua, không thấy người ta dành giật mua nhiều. Mua người hai kết, ba kết. Cái đó thì mua trung bình, thường thường mình đi mua cũng mua hai kết, ba kết vậy à. Ồn ào qua cái chuyện này rồi, tin tức nó đăng lên làm sao. Có thể một ngày đó rồi tự nhiên họ nghe tin tức rồi họ ra họ dành nhau mua chứ mà. Bây giờ thì mấy người này là cũng thuộc loại là lo lắng là họ mới chạy đi mua vậy đó. Nhưng mà bình thường như vậy giờ thì rất là ít. Nhưng mà bây giờ thì coi như giống như ngày lễ vậy thôi. Đi ra cái lối bình thường kẹt xe quá, tại bà con đi ra ào ào, mình phải đi ra lối khác. Nguyên cái bãi đậu xe đến cái chỗ cuối cùng này mới có chỗ đậu, thì giống như
có thể nói là ngày Noel hay là ngày New Year vậy đó. Lối kia ra bà con đứng xếp hàng dài luôn, không ra lối này đi vòng ngược lại. Ôi, mình cũng tò mò, thấy báo chí đăng rồi ba người mày muốn đi ăn ở tiệm này. Vừa đi ăn với con xong về giờ phải đi bộ thôi, đi cho nó đúng cái tiêu chuẩn mình đặt cho hôm nay, đi khoảng chừng 30 phút rồi đã tối về chở nó đi ra tiệm ra rạp cine cho nó với bạn nó coi. Yeah, mình đi chắc 30 phút là chắc đủ cái tiêu chuẩn của hôm nay. Mục đích là phải đi mỗi ngày. Mình đã trong tháng này mình đã bỏ một ngày rồi, cho nên mình ngày nào mình cũng phải ráng đi hết. Quên mặc cái áo lạnh, nó lạnh này, chắc không biết có đi nóng lên chút không. Rất là lâu mình mới thấy cà lôi, mình mới thấy một hai con lú đây nè, đâu mất rồi. Ok kìa, nó đang đi lên trên bờ rồi. Xa quá chắc thấy không được. Đó, con gà lôi. Cây này nó nở bông đẹp quá nè. Cái gì ta? Trái này như là trái táo. Cây đẹp không? Quá đẹp luôn. Mùa này hoa nở nhiều. Hôm nay trời chuyển mưa, như là mai mưa. Trên dốc đồi đó người ta nuôi dê kìa. Quá trời dê luôn, khoảng chừng hơn 10 con á. Trời lạnh gió, tôi cũng ráng đi bộ thôi cho nó đủ mục đích. Bông gì không biết tên. Góc nhà đó có mấy cái bông đẹp quá kìa, đầy sân hết, bông cam. Ui, gió lạnh quá. Thời gian công nhận nó nhanh quá, chớp nhoáng cái hết tuần, chớp nhoáng hết tuần. Mới Tết đây rồi cái vụ đại dịch nó nổi lên, cái ủng bây giờ tới tháng 3 rồi, 6 tây tháng 3 rồi. Lạ thiệt. Ôi, mình tập trung đi bộ cho nó đủ tiêu chuẩn rồi mình về nhà nha các bạn, nghỉ ngơi chút. Chở con ra rạp hát. Thấy bây giờ trời lạnh quá không có gì chia sẻ, thôi mình tập trung mình đi bộ thôi. Bông. Nhìn bông thì thấy thích. Mà trồng bông thì không có thời giờ trồng. Thôi mình tạm chào các bạn nha. Hẹn gặp lại. Chúc các bạn có cuối tuần vui vẻ. Bye bye.